bữa nào có miếng thịt ba rọi ngon. Nếu đem luộc thì lạt lẽo mà không đủ bữa ăn cho cả nhà no bụng. Vậy là người phụ nữ quê lấy thêm một nắm tôm khô để dành ra là món thịt ba rọi kho quẹt chung với tôm khô. Một thứ sống trên bờ, một con sống dưới nước. Thịt heo với con tôm khô tưởng không liên quan gì với nhau, nhưng khi kết hợp thành món kho quẹt thì không chê vào đâu được. Thịt ba rọi xắt sợi nhỏ, tôm khô ngâm nước trước cho mềm, đem xào chung nước mỡ thắng đã được phi tỏi cho thơm. Khi thịt và tôm khô săn lại thì cũng rót vào chén nước mắm, muỗng đường, để lửa nhỏ cho nước kẹo lại. Miếng mỡ ba rọi trong vắt, miếng tép ngọt cứng, thêm vô tóp mỡ, tiêu ớt nữa thì nồi kho quẹt hạng sang cũng hoàn thành. Hôm nào có được mớ tép mũi, tép rông thì thôi khỏi chê. Kho quẹt mà kho cùng với tép tươi, ăn cùng với rau luộc thì ngon nứt nồi, sạch cơm luôn. Bởi kho quẹt tôm khô đã ngon thì kho quẹt tôm tép tươi còn gì bằng nữa. Nhiều người ăn tôm khô kho quẹt quen miệng rồi mà có dịp thưởng thức kho quẹt tép tươi tôm tươi một lần thì cứ nhớ hoài, nhớ mãi. Tuy là món nhà nghèo nhưng cũng đòi hỏi thành phẩm cao lắm. Nước kho phải làm sao vừa kẹo sệt, vừa béo, lại vừa sắc tới dính đáy nồi chứ không bị khét thì mới gọi là ngon. Món kho quẹt được nêm nước cơm sẽ sánh hơn, thơm bùi hơn và tất nhiên cũng hao cơm hơn rồi. Còn tập tàn luộc ăn kèm chỉ là luộc cho vừa chín tới, rau củ vẫn còn giữ được độ giòn và phải xanh mướt mắt nữa. Chứ mà rau luộc mềm quá hay ngã màu vàng thì mất hết cả cái ngon. Trời mưa bong bóng phập phồng, nhớ ơ kho quẹt, mũi lòng thương quê. Miền sông nước quê hương, có những chuyến đò dập dìu chở đầy nỗi nhớ quê quắt của kẻ tha hương, mong đợi ngày về. Cái nhớ mang mát của khách lạ phương xa đã tới rồi mà cứ chần chừ chẳng muốn rời đi. Nỗi nhớ chân phương của người dân quê dành cho những tháng ngày đã cũ. Những chuyến đò ấy dù chở khách khác nhau, nhưng hành trình nào cũng ghé vào một bến đậu quen thuộc, gọi là đặc sản quê hương, là những món ăn miền sông nước. Tuy cũng đi qua dạ dày, nhưng cái vị phù sa mặn mòi vẫn động hoài nơi đầu lưỡi. Cứ nhắc là nhớ, cứ nói là thèm. Để rồi lúc đi xa, những chuyến đò ấy có hành trang mang theo chính là những món ăn dân dã ở một vùng đất hiền hòa nơi phía nam tổ quốc. Món kho quẹt quê hương cũng đã theo những con đò ấy đi đến những miền đất lạ. Ở Sài Gòn phồn hoa hay những vùng đất xa xôi nào đó, ơ kho quẹt trở thành món khai vị đặc biệt trên các bàn tiệc trong nhà hàng. Cái nồi đất kho cũng tươm tất hơn chứ không còn dính lọ nghẹ đen sì như lúc còn ở nhà quê nữa. Dĩa tập tàn cũng lên đời từ dĩa sành thành dĩa sứ trắng tinh. Bên cạnh mấy thứ rau quê quen thuộc, còn có mấy loại rau củ khác nhiều màu sắc hơn, như củ cải đỏ, cải thảo, su hào, tạo thành một sự kết hợp vùng miền vô cùng ăn ý, mà vị ngon vẫn hoàn hảo để chinh phục dù là những thực khách khó tính nhất.